chuẩn bị sợi dây sạc đây các bạn, một sợi dây sạc bình thường. Rồi mình sạc thử cho các bạn xem này ha, có hiệu quả không các bạn nhé. Rồi cắm vào rồi. Rồi các bạn thấy 19%, đang sạc 19% các bạn nhé. Bây giờ mình thử rút ra này. Rồi tắt sạc này, kết nối lại với sạc này. Rồi nó hiện lên rõ ràng. Rồi xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cách để làm một cái sạc dự phòng chỉ dùng pin mà không dùng bo mạch để nâng cấp áp từ 3,7 lên 5V. Bởi vì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một viên pin 3,8V này và một viên pin tầm khoảng 1,5V đó. Đây là pin nickel, đây là pin ion lithium. Bây giờ mình đo cho các bạn xem, các bạn xem mình đo nha. Đây là pin lithium ion là 18650, 3,8V các bạn nhé. Còn bên này là pin nickel, thì mình đo này, hiện tại là nó có được 1,3V. Rồi bây giờ mình ý mình là hai cái này mình mắc nối tiếp với nhau sẽ có được 5V các bạn nha. Rồi các bạn, mình bắt đầu hang các bạn nha. Các bạn theo dõi. Hàng âm của cái pin này quá dương của cái này, quá dương cái này các bạn. Đây là dương, hàng có âm các bạn. Rồi như vậy là hai bên đã được nối tiếp các bạn nha. Đó là các bạn xem nha, 5V các bạn. Sau khi mắc nối tiếp hai viên pin thì đo được là 5,1V các bạn nhé. Như vậy là mình đã có được một cái nguồn 5V để sạc cho điện thoại hoặc là những cái thiết bị khác cần 5V. Thì bây giờ mình dùng cái cổng USB này các bạn, mình hàn dây màu đỏ vào dương, dây màu đỏ vào dương các bạn nhé, dây màu đen vào âm, dây màu đỏ vào nam và dương. Còn dây màu đen này mình hàng vào âm của nguồn 5V rồi các bạn, hàng vào âm của chân pin bên kia. Rồi các bạn theo dõi nha, như vậy là đã có sản phẩm này. Đây là dây màu đã hàng được rồi đó. Bây giờ cái dây này á là mình sẽ cắm vào để thực hiện sạc cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ dùng cái cổng USB có sẵn, hai sợi dây màu đen màu đỏ hàng âm dương 5V mình hàng vô nha. Đỏ mình sẽ hàng vào dương các bạn nha. Đỏ hàng vào dương viên pin, còn đen là hàng vào âm của viên pin. Thời hạn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành sạc thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ sạc bằng lấy cái điện thoại di động. Mình sẽ sạc bằng cái này cho các bạn xem nha. Còn dây sạc, mình đã chuẩn bị sợi dây sạc đây các bạn, một sợi dây sạc bình thường. Rồi mình sạc thử cho các bạn xem này nha, có hiệu quả không các bạn nhé. Rồi cắm vào rồi. Rồi các bạn thấy 19%, đang sạc 19% các bạn nhé. Bây giờ mình thử rút ra này.
Đó, tắt sạc này. Kết nối lại với sạc này. Rồi nó hiện lên rõ ràng là 19% rồi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái thiết bị khác, đó là cái cục sạc dự phòng, để sạc cho các bạn xem nó có hiệu quả không ha. Rồi, đó các bạn thấy nó đang đỏ, đang nhảy này, có hiệu quả ha, đỏ rồi ha. Đó, vậy là các bạn đã thấy được cái tác dụng của cái hệ thống mình làm đó ha. Các bạn thấy rất đơn giản phải không? Hai cục pin nối tiếp với nhau thành 5V, cho vào cái cổng USB và thực hiện dây sạc, cứ quay là sạc thôi. Rồi, bây giờ là mình sẽ có cái hộp này, mình sẽ thiết kế nguyên nó là cái hộp sạc dự phòng. Nó có cái bo sạc đây, mà bây giờ mình không cần dùng cái bo này nữa các bạn nha, không cần dùng nữa, mà mình chỉ dùng cái vỏ này thôi. Giờ mình sẽ cho nó vào đây, và cái này mình đặt ở vị trí này. Đấy. Đấy, mình sẽ thiết kế như vậy. Mình sẽ dùng kéo dán mấy cục pin này lại và dán cái cổng USB này ở vị trí này cho nó cố định, và sau đó đậy nắp lại. Vậy là xong, mình đã có một sản phẩm các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sạc thử lại cho các bạn xem này. Rồi, đang sạc 20%, lên được 20% rồi các bạn nha. Rồi rút ra này, mình cầm lại nha. Đó, đang sạc 20%, rất là thành công luôn. Rồi bây giờ mình rút ra nha. Vậy thì bây giờ các bạn hỏi làm thế nào mà sạc cho cái này, khi nào mà nó hết pin thì các bạn sẽ dùng cái dây này các bạn. Mình đã thiết kế sẵn đây này. Cái dây này có hai đầu USB, các bạn hàng như mình vậy nhé. Ấm bên này hàng qua ấm bên này, dương bên này hàng qua dương bên này. Sau khi hàng xong các bạn dùng cái keo nhựa này các bạn dán lại cho nó đẹp nhé, kho lại. Giờ mình để đây để giới thiệu cho các bạn thấy cách mình hàng đó. Sau đó các bạn hàng lại. Còn cái cách để sạc đó cũng chỉ là đơn giản, các bạn cắm dây này vào. Đấy, để lại cho nó đẹp. Sau đó dùng cái dây bên này cắm vào cục sạc. Sau đó cục sạc này á, là các bạn cắm vào ổ điện. Đấy, vậy là xong. Cái này dán lại cho đẹp các bạn nha. Rồi, tất cả quy trình mà mình đã giới thiệu cho các bạn đã rất đầy đủ rồi. Chúc các bạn làm giống mình và thành công các bạn nha. Các bạn nhớ like cho mình và đăng ký kênh để có thêm động lực làm nhiều video khác các bạn nha. Rồi, kênh Mèo Vaccine chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại ở video sau.